Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các sở công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của 23 tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Hà Nội. Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh thế giới vẫn còn phần nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và căng thẳng chính trị diễn ra ở một số quốc gia, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng bị tác động và gặp nhiều khó khăn. Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đấy, và chúng ta cũng đã thấy là với cái sự tham gia của rất đông đảo các đại diện cho các cái địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại và đặc biệt là các cái doanh nghiệp, thì đây là một cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng, tạo cho các cái điều kiện cho các doanh nghiệp là trực tiếp có cái điều kiện để giới thiệu các cái sản phẩm của mình đối với công chúng, đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế để tiếp cận và nắm bắt được các cái thị trường cũng như là thị hiếu của người tiêu dùng, và qua đó thì cũng định hình và phát triển được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công các chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và gần đây nhất là chương trình kết nối giao thương khu vực miền Trung, Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Nẵng. Các chương trình kết nối giao thương đã đạt được những thành công nhất định. Doanh nghiệp tại ba miền Bắc, Trung, Nam đã kết nối và trao đổi, giao dịch trực tiếp với nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Tiếp nối những thành công này, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng với sự tham gia của hầu hết các địa phương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, nhà thu mua chế biến xuất khẩu phân phối của Việt Nam. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng mở rộng các kênh phân phối ở thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, thì Sở Công Thương đánh giá rất cao cái việc mà hôm nay Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến là tổ chức cái hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp tổ chức xuất khẩu. Thì đây là một sự kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước để tiếp cận các hệ thống kênh phân phối ở thủ đô và kênh phân phối hiện đại trong cả nước để tiêu thụ những sản phẩm nông sản cho bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và đây cũng là một cái sự kiện để người tiêu dùng thủ đô đã có cơ hội là tiếp cận những sản phẩm nông sản của các vùng miền trong cả nước, mang về thủ đô những cái sản phẩm có chất lượng cao để giới thiệu đến người tiêu dùng ở tại thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương còn phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của 23 địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, với sự tham gia trưng bày của hơn 300 nhà cung cấp, hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, tiếp cận và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Để mà các doanh nghiệp có cơ hội đưa những cái sản phẩm mà đến tay được người dân Việt Nam nhiều hơn, các doanh nghiệp cũng được xúc tiến thương mại nhiều hơn, thì rất cần những cái chương trình mà giúp hỗ trợ cho các doanh nghiệp được giao lưu, giao thương với nhau, đồng thời không chỉ là ở trong nước mà mình sẽ giao thương với tất cả các cái công ty, các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị ở nước ngoài để làm sao xúc tiến được cái sản phẩm của bên mình đi ra nước ngoài. Hôm nay là cái chương trình xúc tiến này cũng rất là một cái chương trình mà tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều doanh nghiệp để có thể mà giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm của chính mình với doanh nghiệp khác và với người dân, người tiêu dùng trong nước và quốc tế nữa. Đây là lần thứ hai tôi tham gia cái sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Và nhờ có cái sự kiện kết nối này thì đã tạo cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được với thị trường và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, để người tiêu dùng gặp trực tiếp nhà sản xuất. Và nhờ có những cái sự kiện như thế này thì bà con hiểu được đâu là hàng Việt,
đâu là nhà sản xuất và đâu là nhà buôn, thì tạo cho bà con là cái niềm tin của hàng Việt. Theo tôi thì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa đối với các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã để có cơ hội để kết nối, để giới thiệu cái sản phẩm địa phương chủ lực của địa phương mình, cũng như là cái sản phẩm chủ lực của các đơn vị đến với người tiêu dùng và đến với các cái nhà cung cấp, như nhà phân phối để kết nối tiêu thụ sản phẩm rất là tốt. Hiện tại thì Thái Nguyên đang có rất là nhiều cái nỗ lực để đa dạng các sản phẩm từ trà, ví dụ như là trà từ cái giả truyền thống thì bây giờ hướng đến những cái sản phẩm để cho lớp trẻ uống được, phù hợp với người trẻ tuổi này, trẻ em này, người già, người cao tuổi. Nói chung là sẽ phù hợp hơn, giống không sản xuất riêng cái trà truyền thống như cách đây nhiều năm nữa, mà chúng ta sẽ thay đổi cái tư duy của người tiêu dùng và thay đổi cái cách của người sản xuất để làm sao cho cái giữa hai cái đấy nó cân bằng và sẽ phù hợp hơn với cái xu hướng thị trường hiện nay. Hoạt động của chương trình đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời kỳ hậu Covid-19, cũng như những ảnh hưởng của sự căng thẳng về địa chính trị trên thế giới hiện nay tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Công Thương đã và tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trên cả nước, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường ở cả trong nước và quốc tế cho các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương.